Đội tuyển nữ Tây Ban Nha vừa có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại bán kết của một kỳ World Cup. Tại các giải đấu lớn, đội bóng này luôn được đánh giá rất cao, kiểm soát bóng vượt trội, nhưng cũng như đội tuyển nam, họ đều gặp vấn đề trong khâu ghi bàn. Sự ổn định là điều người hâm mộ không thường thấy ở bóng đá Tây Ban Nha, kể cả nam và nữ. Tại World Cup nữ 2023, thầy trò ông Jorge Vaya khởi đầu bằng hai trận thắng Costa Rica 3-0 và Zambia 5-0, nhưng lại bất ngờ thua Nhật Bản 0-4. Rất may sau đó Tây Ban Nha lấy lại phong độ khi thắng liên tiếp Thụy Sĩ 5-1 và Hà Lan 2-1. Trong khi đó, đội tuyển nữ Thụy Điển có khởi đầu khá chậm ở World Cup nữ 2023. Họ chỉ thắng Nam Phi với tỷ số 2-1 một cách đầy vất vả trong thế bị dẫn trước. Nhưng sau đó, Thụy Điển trở lại với hình ảnh một cỗ máy bất khả chiến bại. Họ đã hủy diệt Italy 5-0, đánh bại Argentina 2-0. Ở vòng 1/8, Thụy Điển phải đụng độ ứng viên số 1 cho chức vô địch giải đấu là Mỹ. Dù vậy, họ đã xuất sắc cầm hòa Mỹ 0-0 trong 120 phút thi đấu, trước khi vượt qua đối thủ ở lượt sút luân lưu. Tại tứ kết, Thụy Điển phải đối đầu với một Nhật Bản đang chơi thăng hoa từ đầu giải. Nhưng đại diện châu Âu vẫn chơi kỷ luật, chặt chẽ, vượt trội người Nhật trong những pha tranh chấp tay đôi để rồi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1. Tây Ban Nha thua Nhật Bản 0-4, còn Thụy Điển thắng Nhật Bản 2-1. Tất nhiên trong bóng đá không có sự so sánh, nhưng xét về tính ổn định thì Thụy Điển được đánh giá cao hơn Tây Ban Nha. Nên nhớ, bóng đá nữ Thụy Điển luôn có thành tích rất ổn định trong những năm gần đây. Họ đã vào bán kết Euro 2022, là Á quân ở Olympic Tokyo 2020 và giành vị trí thứ 3 ở World Cup 2019. Trong khi đó, trước khi World Cup nữ 2023 khởi tranh, thành tích tốt nhất của đội tuyển nữ Tây Ban Nha mới là Á quân Euro 1997, góp mặt tại vòng 16 đội World Cup nữ 2019. Dẫu vậy, xét trên bình diện châu Âu, bóng đá nữ Tây Ban Nha luôn có những cá nhân xuất chúng. Họ đang sở hữu đương kim quả bóng vàng nữ Alexia Putellas. 9/23 cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha đang khoác áo câu lạc bộ Barcelona đương kim vô địch UEFA Champions League nữ. Trong khi đó, phần lớn các cầu thủ Thụy Điển đang thi đấu tại Anh với những cá nhân nổi bật như Philippa Angendor, Manchester City, Lexan Hughes, Arsenal, Amanda Ailisted, Arsenal, Zesira Musovic, Chelsea. Thế mạnh của đội tuyển nữ Tây Ban Nha là khả năng kiểm soát bóng và sở hữu những cá nhân xuất sắc có thể mang đến sự đột biến cao. Thế mạnh của Thụy Điển là lối chơi chắc chắn, cự ly đội hình hợp lý giúp họ công thủ toàn diện. Ngoài ra, bản lĩnh và sự ổn định trong lối chơi giúp Thụy Điển được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Tây Ban Nha. Sẽ là một thế trận Tây Ban Nha kiểm soát bóng áp đảo, song bản lĩnh của một đội bóng già dơ sẽ giúp Thụy Điển vượt khó đúng lúc. Thể thao 5.1 dự đoán Thụy Điển sẽ là đội đi tiếp với chiến thắng 2-0. Chúc các anh em may mắn!